Chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn đến với kênh học vật lý và khám phá khoa học cùng thầy Sĩ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm những kiến thức mới và những bài học thú vị nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiều dài nhé. Vậy chiều dài là gì nhỉ? Nói đơn giản là chiều dài cho biết một vật dài bao nhiêu từ đầu này đến đầu kia. Để biết chính xác, chúng ta cần dùng đơn vị độ. Đơn vị độ chiều dài phổ biến nhất là mét, viết tắt là mem. Mét được sử dụng rất nhiều trên thế giới đấy. Ngoài mét ra, chúng ta còn có thể dùng các đơn vị độ khác như mm, mm, cm, cm. Mm là đơn vị rất nhỏ, thường được sử dụng trong các công việc đòi hỏi độ chính xác cao như kỹ thuật và khoa học. Ví dụ, khi đo độ dày của một tờ giấy hoặc kích thước của một con ốc vít nhỏ, chúng ta sẽ dùng mm. Cm lớn hơn mm một chút, thường dùng để đo những vật nhỏ như bút chì, sách vở hoặc các đồ dùng học tập khác. Đơn vị này rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong các hoạt động học tập và làm việc. Decimet, dm, là đơn vị lớn hơn centimet, thường dùng để đo những vật cỡ vừa như quyển sách, hộp đựng đồ hoặc các vật dụng trong gia đình. Decimet cũng được sử dụng trong các ngành công nghiệp để đo kích thước của các sản phẩm. Cuối cùng, kilomet, kilometer, là đơn vị lớn nhất trong các đơn vị đo lường thông thường, thường dùng để đo khoảng cách giữa các địa điểm. Ví dụ, khoảng cách từ nhà đến trường, từ thành phố này đến thành phố khác, hoặc từ quốc gia này đến quốc gia khác, đều được đo bằng km. Đơn vị này rất quan trọng trong giao thông và vận tải. Việc hiểu và sử dụng đúng các đơn vị đo lường này giúp chúng ta có thể thực hiện các công việc hàng ngày một cách chính xác và hiệu quả hơn. Từ việc đo đạc trong học tập, công việc, đến các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, các đơn vị đo lường này đều đóng vai trò quan trọng. Hãy luôn nhớ rằng, việc sử dụng đúng đơn vị đo lường không chỉ giúp chúng ta có được kết quả chính xác, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh. Từ những vật nhỏ bé như tờ giấy, bút chì, đến những khoảng cách lớn như từ nhà đến trường, tất cả đều cần đến các đơn vị đo lường để xác định kích thước và khoảng cách một cách chính xác. Để đo chiều dài, chúng ta cần có dụng cụ đo. Những dụng cụ này giúp chúng ta xác định kích thước chính xác của các vật thể, từ những vật nhỏ bé đến những vật lộn hơn. Có rất nhiều loại dụng cụ đo khác nhau, tùy vào vật mình muốn đo to hay nhỏ. Mỗi loại dụng cụ đều có những đặc điểm và công dụng riêng, phù hợp với từng nhu cầu đo lường cụ thể. Thước kế là dụng cụ phổ biến nhất, thường làm bằng nhựa hoặc gỗ, có các vạch chia theo cm hoặc mm. Thước kế rất tiện lợi và dễ sử dụng, phù hợp cho các công việc đo lường hàng ngày. Thước kế thường dùng để đo những vật nhỏ như bút chì, sách vở hoặc các vật dụng học tập khác. Với độ chính xác cao, thước kế giúp chúng ta có được kết quả đo lường chính xác. Còn thước cuốn thường dùng để đo những vật lộn hơn như chiều dài căn phòng chẳng hạn. Thước cuốn có thể kéo dài ra và thu gọn lại, rất tiện lợi cho việc đo lường các không gian rộng lớn. Thước cuốn thường làm bằng kim loại và có thể cuốn lại cho gọn. Điều này giúp chúng ta dễ dàng mang theo và bảo quản thước cuốn mà không lo bị hỏng hóc. Ngoài ra, còn có thước dây thường dùng để đo chu vi của các vật có hình dạng đặc biệt. Thước dây rất linh hoạt, có thể uốn cống và quấn quanh các vật thể có hình dạng phức tạp. Thước dây thường làm bằng vải hoặc kim loại và có thể uốn cong theo hình dạng của vật cân đo. Điều này giúp chúng ta đo lường chính xác các vật thể có bề mặt không đều hoặc có hình dạng đặc biệt như vòng eo, chu vi của một cái cây hoặc các vật dụng trang trí. Một dụng cụ đo khác cũng rất quan trọng là thước cấp. Thước cấp thường dùng để đo đường kính hoặc độ dày của các vật thể nhỏ như ốc vít, đinh vít hoặc các chi tiết máy móc. Thước cấp có thể đo lường với độ chính xác cao, giúp chúng ta có được kết quả đo lường chi tiết và chính xác. Mỗi loại dụng cụ đo đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, nhưng tất cả đều giúp chúng ta thực hiện các công việc đo lường một cách hiệu quả và chính xác. Việc lựa chọn dụng cụ đo phù hợp sẽ giúp chúng ta đạt được kết quả tốt nhất trong công việc của mình. Để đo chiều dài chính xác, các bạn cần nhớ các bước sau. Đầu tiên, xác định xem mình muốn đo chiều dài của vật nào. Tiếp theo, chọn dụng cụ đo phù hợp với kích thước của vật. Sau đó, đặt dụng cụ đo song song với vật cần đo và nhỏ đắt điểm đo của dụng cụ trùng với điểm đo của vật nhé. Cuối cùng, đọc giá trị đo trên dụng cụ và ghi lại kết quả. Việc đo lường chính xác rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta đấy các bạn. Nó không chỉ giúp chúng ta đạt được kết quả mong muốn mà còn đảm bảo an toàn và hiệu quả trong mọi công việc. Từ những việc đơn giản như đo nguyên liệu khi nấu ăn, việc đo lường chính xác giúp chúng ta có được món ăn ngon và đúng công thức.
đến những việc phức tạp như xây dựng một tòa nhà cao tầng. Việc đo lường chính xác là yếu tố then chốt để đảm bảo công trình được hoàn thành đúng tiến độ và an toàn. Tất cả đều cần được đo lường chính xác. Các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau đều dựa vào việc đo lường để đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả. Nếu không đo lường cẩn thận, chúng ta có thể gặp rắc rối lớn đấy. Những sai lầm nhỏ trong đo lường có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, từ việc làm hỏng món ăn đến việc gây nguy hiểm cho công trình xây dựng. Ví dụ như khi làm bánh, việc đo lường chính xác các nguyên liệu là rất quan trọng để đảm bảo bánh nổ đều và có kết cấu hoàn hảo. Nếu không đo lường chính xác lượng bột thì bánh có thể bị khô hoặc nhão. Hoặc khi xây nhà, việc đo lường sai có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như tường bị lệch hoặc không vững chắc. Nếu không độ chính xác kích thước của bức tường thì tường có thể bị sập. Điều này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn có thể gây nguy hiểm cho con người. Vì vậy, việc sử dụng các công cụ đo lường chính xác và tuân thủ các quy trình đo lường là rất quan trọng. Từ các kỹ sư, nhà khoa học đền thờ may, tất cả đều cần sự chính xác để đạt được kết quả tốt nhất. Hãy luôn nhớ rằng, đo lường chính xác không chỉ là một kỹ năng, mà còn là một yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tóm lại, chiều dài là một khái niệm đơn giản nhưng rất quan trọng trong cuộc sống. Hiểu rõ về chiều dài và cách đo chiều dài chính xác sẽ giúp chúng ta làm việc hiệu quả và tránh được những sai sót không đáng có. Các bạn hãy nhận like và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được video hữu ích sớm nhất nhé. Đó là nguồn động lực to lớn giúp mình tiếp tục làm thêm nhiều video hay hơn nữa. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bài học, hãy bình luận bên dưới hoặc inbox cho thấy theo thông tin ở phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.